Lễ tang cố diễn viên Tang Monida trước khi hỏa táng, bạn trai lặng lẽ xuất hiện, mẹ ruột lại vô cùng vui vẻ. Hôm nay ngày 24 tháng 5, đám tang của cố diễn viên Tang Monida chiếc lá cuốn bay đã được tổ chức ở nhà thờ Francis Klongsi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. Đây cũng chính là nơi bố ruột của nữ minh tinh quá cố an nghỉ trong nhiều năm qua. Không gian tang lễ được bố trí cầu kỳ với 1001 bông hoa tươi, mang ý nghĩa cho sự trường tồn. Màu sắc trang trí tập trung vào tông trắng hồng chủ đạo, màu yêu thích của Tang Monida. Quan tài của cố diễn viên cũng được thiết kế đặc biệt với hình 1001 bông hoa hồng, tulip và hoa lan khắc lên khắp bốn mặt, tượng trưng cho niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu. Được biết thi hài của cố diễn viên đã được đưa đến nhà thờ và sẽ hỏa táng trong hôm nay. Mẹ của Tang Mo xuất hiện với tâm thế khá thoải mái, bà bình tĩnh trả lời truyền thông và còn chụp ảnh với phóng viên để làm kỷ niệm. Trong khi đó, bạn trai của Tang Mo lại xuất hiện đầy lặng lẽ với biểu cảm mệt mỏi, dường như anh vẫn chưa thể nguôi ngoai sau nỗi đau quá lớn này. Đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của nữ quản lý creative và bộ ba nam chính ở trên thuyền là Jeff, Paul và Robert. Cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là những nhân vật gây phẫn nộ cho công chúng sau sự ra đi của nữ diễn viên Tang Monida.